Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm đang có mặt tại cửa hàng của bạn Ánh Cua, nằm ở ngã ba đường Trường Sơn và đường Nguyễn Giản Thanh nha các bạn. Khu vực này thì rất là gần với công viên Lê Thị Riêng và đường Cách Mạng Tháng 8 các bạn ạ. Ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với tất cả các bạn thăm bạn Ánh Cua vì hai lý do rất là đặc biệt. Lý do đầu tiên đó là bạn Ánh Cua đã chính thức bán lại cua biển Cà Mau sau một thời gian ngừng bán các bạn ạ. Và cái lý do thứ hai mình nghĩ sẽ rất là thú vị và đặc biệt hơn nữa, đó là sau bữa ăn này thôi, khi mà các bạn đang xem clip này thì bạn Ánh Cua cũng đang lên đường sang châu Âu để xem Euro rồi các bạn ạ. Phải nói là mình rất là ngưỡng mộ luôn, tại vì là đó cũng là một trong những mong ước của rất nhiều người Việt Nam, trong đó có Phạm Dũng, đó là được xem những trận đấu các cái giải đấu lớn của châu Âu, trong đó có Euro. Thì phải nói là mình chúc mừng Ánh Cua ngày mai sẽ thực hiện một chuyến đi rất là thú vị trong cái mùa hè năm nay. Còn đối với bạn Diễm thì sao bạn Diễm? Ngày hôm nay cũng là một ngày mà mình biết rằng bạn Diễm có rất nhiều tin vui. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì cũng rất là vui vì cha mẹ Diễm mà lên Sài Gòn để khám tổng quát. Thì cũng mừng may mắn là cho biết là cha mẹ mình vẫn khỏe các bạn. Có một vài cái bệnh thì cơ bản là sẽ nghỉ dưỡng này rồi thăm khám thôi. Cơ bản là nhẹ, mọi thứ đều ổn hết. Với lại thứ hai nữa là tại cửa hàng của Phan Diễm thì hôm nay cũng rất là cháy đơn hàng, đặc biệt là cái xá sùng khô. Thật sự đây là một cái mặt hàng khá là mới, nhưng mà Diễm cũng rất là vui vì rất là nhiều cô chú anh chị, đặc biệt là ở nước ngoài nha, mọi người mua để mang đi. Hôm nay là có một đơn mà Diễm gửi về Bình Tân là 5kg xá sùng khô luôn anh Dũng ạ. Mình thực sự là cũng chưa biết chính xác ai là người mua 5kg đó ở Bình Tân, tại vì đơn hàng thì mình chỉ biết người đặt đơn chứ không để ý là tên là ai và cũng không biết mặt luôn. Nhưng mà thực sự là phải cảm ơn khán giả rất là nhiều đã mua 5kg xá sùng khô của bạn Diễm. Tại vì bữa giờ khi mà xá sùng là một cái mặt hàng giá trị rất là cao, nhưng mà nếu mà mới nhìn sơ qua nhiều người sẽ không ấn tượng về nó, nhưng mà ai đã biết về nó thì sẽ săn lùng nó để dùng, nên là cũng khó để mà mình quay để các bạn thấy hoặc là biết rõ để mua lắm. Nên là bạn Diễm khá là lo lắng khi mà nhập về cái số lượng xá sùng khô giá trị cao như vậy. Thì hôm nay là một khách mua 5kg là đã giải tỏa được cái nỗi lo lắng của Phan Diễm rồi. Đỡ áp lực, nhưng mà ngoài cái hàng khô thì mình còn vẫn có hàng dẻo rồi hàng tươi. Nhưng mà cái ngày hôm nay á, là như anh Dũng nói là mình sang chúc mừng Ánh Cua. Với lại thực ra là cái thương hiệu mà cua Cà Mau các bạn rất là nổi tiếng, và mọi người hầu như khi mà nói về ăn cua mọi người đều nghĩ về cua 5 cân Cà Mau. Mà bạn mình lại là có mặt hàng này nữa thì Diễm rất là háo hức để mà qua đây thưởng thức cũng như là chia sẻ với các bạn luôn. Bây giờ mình sẽ sang bên kia đường nha. Ngày hôm nay các bạn sẽ thấy được là trước đây kế bên tiệm của bạn Ánh Cua là có tiệm bơ bán bò đấy, nhưng mà bây giờ là bơ bán bò kế bên là cũng ngừng hoạt động luôn rồi, nên là cái ngã tư này nó sẽ hơi tối một chút. Thì ai mà muốn làm kinh doanh hàng xóm của Ánh Cua thì tới thuê cái mặt bằng đó nha. Mùi to lắm các bạn, mình qua đường nha. Bạn Diễm qua đường cẩn thận nha. Đây là cái góc Nguyễn Giản Thanh và Trường Sơn. Đấy, tiệm của bạn Ánh Cua ngay trước mặt các bạn rồi. Đây, CC25 Trường Sơn, phường 15, quận 10 nha các bạn. Đi tới đây là mình cảm giác là mình đã nghe mùi thơm của đồ ăn, đặc biệt là cái mùi kiểu là tôm chua ấy anh Dũng. Mình thấy là một cái mâm cua hấp rất là hấp dẫn ở trong bàn rồi. Xin chào Ánh Cua, chào Quincy, chào bạn Phấn. Hôm nay là mình qua đây là như đầu clip mình có nói, vì thăm Ánh Cua và đặc biệt là ăn cua biển Cà Mau, nên là Ánh Cua chuẩn bị rất là nhiều cua biển này. Con cua siêu to khổng lồ luôn này. Cái này cua gạch. Cua gạch hết ha. Trời ơi. Cua gạch mà size này là cũng hiếm đúng không? Cái con này là tầm khoảng 400 gram một con. Còn này là cua thịt. Có cả cua thịt cỡ nửa ký. Con này to hơn nữa này. Rồi rất là nhiều món ngon đó, nhưng mà từ từ đó mình phải tham quan sơ qua cửa hàng của Ánh Cua một chút trước khi mình ăn cái đại tiệc do bà Ánh Cua và chế Hương chuẩn bị. Thì ngày hôm nay là mình thấy là cửa hàng vẫn rất là nhiều các mặt hàng, nhưng mà hình như là có một vài cái mới mà mình chưa thấy trong lần trước. Cái mới tôm khô này nhìn rất là quen, nhưng mà đây là hàng mới đó, tại vì cái này là tôm khô thẻ thiên nhiên. Tôm thẻ thiên nhiên, đúng rồi, tại vì bây giờ là tôm đất số lượng không có nhiều, cho nên là nhu cầu của khách hàng là muốn mua nhiều tôm khô á. Cho nên là mình bổ sung vô thêm tôm thẻ với tôm bạc nữa, thì cái giá tôm thẻ với tôm bạc nó sẽ rẻ hơn tôm đất. Hay gì mình thấy cái size cái con này nó rất là bự luôn này. Cái thì giá nó có khác nhau nhiều không? Khác nhau nhiều, tại vì tôm thẻ với tôm bạc thì giá rẻ hơn. Như tôm đất giá là 1.720.000 đi, còn cái tôm thẻ này size lớn nhất nè, 1.300.000 một ký.
Wow. Thế thì dạ. Có cái size nhỏ hơn cái này nữa không? Có, size nhỏ thì 1,2 triệu một ký. Thế là chênh nhau 100 ngàn. Đúng rồi. Và nó chênh nhau tới 600 ngàn so với loại tôm đất mà lâu nay anh Cua vẫn bán. Thì đúng mỗi rồi. Cái nó có một cái vị ngon riêng, tiền nào của đó, nhưng mà quan trọng là hàng thiên nhiên hết. Cái này là hàng mới lên chuẩn bị sắp vô trong tủ. Còn tôm bạc thì rẻ nữa, 1 ký 680 ngàn. Ồ, thế là có 3 loại tôm ở đây luôn. 3 loại tôm. Nhưng mà hàng thiên nhiên hay là? Hàng thiên nhiên hết. Ồ. Tôm thẻ với tôm bạc đều là thiên nhiên. Đấy. Bên này chuẩn bị đưa vô trong tủ. À, nếu mà không nói thì mọi người có phân biệt được không? Nếu mà người bình thường á, có phân biệt được 3 loại này. Nếu mà ăn tôm đất rồi thì là sẽ biết được cái tôm này nó sẽ khác nè. Tại vì tôm thẻ thì cái mình nó dẹp hơn mà ăn nó vẫn ngọt. Mà cách mình sản xuất á cũng là thủ công luôn. Hình như là con tôm đất thì cái mình nó sẽ tròn hơn đúng không? Tròn hơn. Nên là cái này là tôm tôm bạc nè, là xay cái này là 1 ký là 1,224,000. Nên là bạn Diễm hay là bạn Ánh Cua cũng vậy, các bạn kinh doanh là có sao nói vậy các bạn ạ. Hàng thật, hàng chất lượng. Loại nào là bán loại đó thôi. Nên là các bạn yên tâm. Tôm đất là tôm đất, mà tôm thẻ là tôm thẻ, mà tôm bạc là tôm bạc, chứ không có lẫn lộn ba loại đó với nhau. Bên mình là có phân loại 100% là tôm đất rồi tôm thẻ là 100%, chứ không có bị lộn xộn tôm này tôm kia. Để tôi cầm một lúc hay có quá. Có tôm bạc thì là nó sẽ có lộn vô tôm đất, nhưng mà giá thì bán giá của tôm bạc. Nhưng mà nhiều loại vậy cho mọi người dễ lựa chọn nữa. Với lại cái hàng mà tôm đất á bạn, nhìn thấy là rất là hay bị đứt hàng luôn. Này, nhìn cái con tôm đất là hả? Loại cao cấp nhất rồi. Vì tôm khô. Trong này là xúc xích, rồi củ kiệu, đầy đủ hết. Nhưng mà mình thấy bên dưới kia có một vài cái mặt hàng rất là lạ luôn. Tôm bạc lớn bỏ này, tôm bạc lớn nè. À, tôm bạc lớn hả? Tôm bạc nhỏ hồi nãy là 860 nha. Các bạn để mà mua hàng thì giờ Diễm nghĩ là các bạn nên gọi trực tiếp vào hotline. Chứ bà chủ nhiều khi chưa cập nhật được giá đâu các bạn. Đây. Hàng mới mà. Cái này là tôm bạc, là loại tôm giá tiền thấp nhất hiện tại nè. Một gói tôm bạc size lớn này 612 ngàn. Một gói này là 612 ngàn. Đúng rồi. Nếu như mà nó là tôm đất loại cao cấp nhất thì là một gói này chắc là khoảng 800-900 ha. Hơn như 800 mấy á. Đấy. 860 ngàn. Còn đây là loại nhỏ này. Nó này này, loại này là tôm thẻ. Ui, tôm thẻ nữa. Mà khô mà đóng rất là đẹp luôn này. Hút chân không cứng ngắc, mang đi nước ngoài thoải mái. Ở dưới á, là máy chế ở dưới làm á, cũng chưa có vừa ý đâu. Bữa nay là phải cả ngày là chế tí tôm, với thêm một chị đóng gói nữa là phải là soạn cắt đầu lại nữa. Tại vì cái phần gạch đó nó hơi bị dính ngã, trên này đó, cho nên là nó sẽ dễ ra dầu và bảo quản không được lâu. Cho nên là phải cắt sát thêm nữa rồi mới đóng gói trở lại. Rất là kỹ. Cái này là hàng này thì các bạn cứ gọi vào hotline là có đầy đủ hết nha các bạn. Đây là mắm tôm chua nè. Bữa nay là mình cũng ăn mắm tôm chua rồi khô cá sặc thì cũng có bao nhiêu size đó, 8 con tới 9 con một ký. Giá là 490 nè. Bữa nay đóng gói kỹ không? Khô cá sặc bỏi. Cái gói khô cá sặc nhìn rất là đẹp và gọn gàng và sạch luôn. Sạch ở đây tức là cái dầu mỡ của nó không có bị chảy nhiễu hết ra cái túi, tại rất là khô sao ráo. Không? Tại vì để tủ mát á là nó cỡ khoảng 3-4 ngày là nó sẽ là tưới cái dầu cá ra thấm vô giấy luôn. Cho nên là mình phải là liên tục mình thăm để mình gỡ ra rồi mình đóng gói lại. Lại đóng lại. Là đúng rồi, là bỏ cái giấy thấm dầu của cá ra xong rồi phải đóng gói lại mới hết. Đó. Đúng rồi, nhưng mà riêng với cái ai mà ngày mai xem video này thì Diễm nghĩ là cái gói này Diễm đang cầm trên tay họ mình sẽ làm giấu riêng mình để trên này nha. Đừng ai cất nha, tại vì sao là cái con này ăn rất là ngon nha các bạn. Có nguyên cục mỡ đang bên trong này. Nè, nó thấm hơi vậy nè. Thấm hơi vậy là mình sẽ tháo ra để mình đóng gói lại cái giấy mới gì đó. Nếu mà không thấm thì nó sẽ là cái giấy màu trắng trên này. Còn đây là cái mỡ cá ra này. Thì gói này anh Cua sẽ phải tháo ra đóng lại. Nhưng mà chưa nha, em là xí là cái gói này là em để trên cho khán giả kênh Phạm Dũng tới nha, để trên giùm cho anh. Mai ai tới là cứ nói là cái gói hôm qua Phan Diễm cầm nha các bạn. Để ở tầng ở giữa nha. Nhưng mà hình như hôm nay là bà chủ có bán thêm bánh tráng trộn nè. À đúng rồi. Ô, bán cũng tháng mấy, 2 tháng rồi. Mấy 2 tháng à, sao mình không nhớ cái món này à. Cái này là bánh tráng tân nhiên của Tây Ninh. Đúng rồi. Anh bánh tráng tân nhiên thì rất là nổi tiếng luôn. Anh chủ bánh tráng tân nhiên này mình là cũng có tặng rồi. Cho bạn Diễm vài thùng rồi đấy. Dễ thương lắm các bạn, anh dễ thương. Có dịp thì mình sẽ lên để mình quay cái xưởng sản xuất bánh tráng cho nó. Tại này là combo 10 gói. Bao nhiêu tiền? Bây giờ là 50 ngàn. Combo 10 gói, gói có 5 ngàn.
Cái này là mình sell đó nha, mình chưa có thông qua anh chủ đó nha. Tự động sell. Tự em cua sell xuống. Ừ. Cái này mà ai mà coi đá banh buổi tối ấy, coi Euro các bạn thì là ăn bánh tráng trộn này là cho đỡ buồn. Tối về lấy một bịch về để coi Euro. Mày cho tao nguyên sâu chứ lại một bịch hôm này đó là... thì tao nguyên combo này nè. Hôm nay là anh cua có còn mực khô mà mình không thấy ha. À, khô mực thì ở trên tủ trên. Vẫn có đầy đủ. Đúng rồi, có hàng khô mực câu rồi khô cá dứa, rồi khô cá chỉ vàng, khô cá lóc. Đầy đủ. Đặc sản khô cá Cà Mau. Bán đầy đồ khô hết nhưng mà bà chủ không hề khô khan tí nào các bạn, rất là dễ thương luôn. Đây là trà ngũ sắc. Cái hũ này là bao nhiêu tiền? Hũ này là 500g, giá thì tối nay mới cập nhật. Tại vì vừa mới đem hàng mẫu vô, cái này là sản phẩm ô cốp của tỉnh Nghệ An, Nam Đàn Nghệ An. Thì tối nay thì xe tải mới chở vô hàng vô tới, cái này là gửi mình mấy ngày trước rồi, mình đã thử test hàng rồi, ok rồi mình mới đặt số lượng lớn đưa vô. Bên này một là một sắn dây, mật thốt nốt. Rồi cái này mật là khác đường nha các bạn, mật là cái tinh chất nhụy ở trên đúng không? Đúng rồi, đường thốt nốt thì sẽ làm từ mật thốt nốt. Còn mật thốt nốt là 100% là nguyên chất, là lấy từ hoa của cây thốt nốt. Tức là sau khi mà có mật thì mình phải mới qua nhiều công đoạn thì nó mới ra đường được. Thì đây là cái bước đầu của đường này. Đúng rồi. Và đây cũng là cái sản phẩm ô cốp của An Giang. Và sản phẩm ô cốp 4 sao á. Anh Cua vừa rồi có chia sẻ mình là về An Giang thì khi mà về dưới đó thì được cái đơn vị sản xuất dưới đó là rất là tin tưởng để nhờ anh Cua phân phối cái mặt hàng mật thốt nốt này. Đúng rồi, cái sản phẩm này là bên công ty là xuất khẩu đi Hàn Quốc rất là nhiều á. Nhưng mà tao hơi thắc mắc nha, ví dụ như đường là nhưng mà ý là đường á, bình thường là mình hay nấu chè hay là mình kho cá này kia đúng không? Thế thì mật này mình sẽ dùng để làm gì ta? Công dụng cũng như vậy thôi, nhưng mà cái này là 100% là nguyên chất, là mình cũng pha nước uống hoặc là nấu chè hoặc là ướp đồ ăn. Nhưng mà hũ này là bao nhiêu gram ta? Hũ này là 400g, 110.000. Nhưng mà có một cái loại mà mình nghĩ là anh Dũng sẽ hơi bất ngờ, mà Diễm nghĩ cũng là mặt hàng mới của anh Cua, đó là cái tinh nghệ. Tinh bột nghệ à? Tinh bột nghệ là rồi, chiều giờ đi tìm gần chết. Chiều giờ là mình đi tìm cái tinh bột nghệ này là chắc là phải hết cái chợ truyền thống mới tìm được một tiệm bán. Cho bác tại vì là mình có mua mật ong ở bên tiệm của anh Hải, mật ong rừng ấy. Ong khoái đó không? Mật ong khoái. Thì lại không có bột nghệ. Ong rùi. Lần trước là mua ong ruồi rồi cái nên này, là khi mà Diễm mua hàng của chị Tuyên là Diễm cũng có nói luôn, chị ơi bình thường là em hay mua mật ong bên Ánh Cua, nhưng mà hôm nay là chị có lạng dạng tổ em lại ủng hộ chị không? Hên là mình có nói thế, không tới nay hôm nay nó bắt bẻ. Nhưng mà bên mình là có hai loại nha, loại bột nguyên chất với cái loại mà viên, nhưng mà viên này là có mật ong. Thì giá thì nó cũng như nhau. Tức là trộn rồi viên rồi. Đúng rồi. Mà viên thì thấy là dễ sử dụng hơn. Cái này thì dành cho những ai mà không có thời gian hoặc là không biết cách để làm cái bột nghệ mà trộn mật ong thì mình mua cái này là về sẵn dùng thôi. Còn không thì mình mua cái này và mua thêm mật nữa, về mình sẽ trộn vào viên hay là mình sẽ tự pha ra để uống cũng được. Thì ngày hôm nay là mình mua cái bột nghệ chứ không phải là tinh bột nghệ. Cái tinh bột nghệ này thì cái cách làm nó còn khó hơn nữa và nó cực kỳ cao cấp luôn. Nó chiết xuất từ cái bột nghệ bình thường ra. Lý Sơn, Phan Diễm. Nhưng mà cái này là Diễm là chốt đơn 4 hũ này. Đây là 4 mặt hàng mới của Ánh Cua thì mình sẽ ủng hộ Ánh Cua. Đầu tiên là hồi đóng hộp 4 hũ này trước nha. Thêm cái này nữa. Cái này ngày mai là về thăm mẹ. Mẹ hôm nay là mới lên trên này khám bệnh với cha, khám tổng quát. Thì ngày mai mình về thăm là lại có quà mà rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đúng rồi. Với lại thêm được bánh tráng này cho mẹ ăn. Rồi, để vô giỏ luôn. Còn đây là bánh phồng tôm này. Củ hủ dừa Phan Diễm này. Củ hủ dừa. Bánh phồng chuối. Đầy đủ hết. Bánh phồng cua. Ở bên kia là có cái nước cốt nhàu á. Hôm vừa rồi mình quay là rất nhiều khán giả hỏi, nhưng mà thực sự là mình cũng không nghĩ là mọi người lại quan tâm tới nó nhiều như vậy các bạn ạ. Thật ra là Diễm hôm rồi đó là Diễm cũng có mua. Xong rồi mình đã, khi mà anh hai Diễm về quê là Diễm đã có gửi về cho mẹ. Nhưng mà thật sự luôn là mẹ Diễm hỏi là uống làm sao. Vậy là cái cách uống sẵn đây là thể nhờ anh Cua hướng dẫn. Tại vì theo cái suy nghĩ của Diễm hôm đầu vừa rồi là mình mua để ủng hộ anh Cua. Nhưng mà nghe nói là nhàu này á, là về xương khớp này kia cũng rất tốt. Đúng rồi, đau nhức xương khớp nè. Rồi chị mất ngủ. Rồi làm cho hệ miễn dịch của mình tốt. Với đẹp da, giảm cân.
À mấy cái này thì được. Nhưng mà chai này, chai lớn này bây giờ là bao nhiêu tiền? Chai này là 750ml, giá là 380. Còn chai nhỏ là 275ml, giá là 201. Nhưng mà này giống chai rượu sâm banh. Nhưng mà đấy, mẫu mã đóng chai đẹp ha. Vừa rồi những khán giả nào mà comment ở trên clip trước á, mà muốn mua cái nước cốt nhàu ấy, thì có thể gọi qua số hotline của bạn Anh Cua mình đang để trên màn hình nha, để mua nha. Còn không thì mình qua cửa hàng để mình được tư vấn nó rõ hơn. Một lát mình lấy một chai uống thử xem thì có dễ uống không. Tại vì nhiều khách cũng sợ là nước cốt ăn trái nhào á, nghe mùi hăng của trái nhào á là sẽ không dám uống cái loại này. Nhưng mà sao nó cũng dễ uống lắm, không có khó. Thôi bây giờ mình vào đại tiệc đi. Thực sự là hôm nay mình rất là tò mò để thưởng thức cái mâm cua gạch của bạn Anh Cua. Sao hình như là phải cả năm mà Anh Cua hả? Tính ra là từ lúc mà còn quán bún nước lèo đấy, tới bây giờ đó. Nhìn hấp dẫn nha. Tại vì phải chia sẻ tất cả các bạn là nếu mình nhớ không nhầm là do là bán cái cua gạch này này, đặc biệt là cua sống này này, nó nhiều cái vấn đề phải xử lý lắm, nên là Anh Cua quyết định là không bán nữa. Nhưng mà mình cũng chưa hiểu là tại sao đợt này Anh Cua lại quyết định là bán lại cái cua này, mặc dù là nhiều cái khó khăn để vận chuyển như vậy. Trước tiên á, là quyết định mà để bán cua á, là nhiều khách vẫn còn hỏi là có bán cua hay không. Tại để tên Ánh Cua mà. Đúng rồi, sao mà nói là Ánh Cua mà bán tôm không à. Cho nên là mình, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nữa là cua chuẩn bị giảm giá. Đó, thì sắp tới là cua sẽ giảm giá, thị trường Việt Nam là sẽ giảm giá. Cho nên là mình cũng muốn là những khách mà hỏi mình rất là nhiều á, thì cũng nhân thời điểm này có thể là đặt cua để được cái giá tốt và thưởng thức được cua Cà Mau chính gốc nữa. Ôi, con này là con cua thịt nè. Thế thì yên tâm là mua của bạn là Ánh Cua thì chắc chắn là bao ăn này, hàng chất lượng và đặc biệt là hàng Cà Mau chính gốc các bạn. Nhưng mà giá bây giờ nếu mà cua thịt thì bao nhiêu một ký, rồi bao nhiêu loại size như thế nào? Bên mình cua thịt thì bây giờ có hai size, cua y tứ là 4 con một ký, giá là 460. Đó, bên mình là cột dây là dây mỏng nha, chứ không chứ có dây thừng dây nha. Không có cột dây thừng dây dải ngâm nước gì hết. Còn size cua Diễm đang cầm á là con này là nửa ký một con đó. Size nó nhưng mà size lớn nhất 660.000. Đó, bên mình là bao ăn. Các bạn mà muốn hấp sẵn thì mình sẽ hấp sẵn rồi để hộp, rồi sẽ tặng thêm nước chấm dưa leo rồi rau răm các kiểu đà điểu luôn. Còn cua gặp có nghĩa là cho xin lỗi nhắc lời là để Diễm hỏi thêm cho các bạn là mua một ký là được tặng một túi này đúng không? Thì khách cứ mua làm như ở xa đó mình sẽ không gửi ra, mình chỉ tặng nước chấm đi kèm thôi. Còn như ở trong Sài Gòn mà hấp sẵn á, làm như là khách ăn liền á thì mình sẽ gửi thêm rau luôn. À, tức là bạn Anh Cua có hấp cho khách để về sẵn ăn luôn. Đấy. Diễm sẽ khám phá xem là các bạn sẽ được tặng gì để ăn liền nha. Trong này là có một cái túi thì Diễm thấy đầu tiên là có muối tiêu này. Muối tiêu này chắc tự này chế Hương làm quá. Chế Thí Tôm làm, tự làm hết luôn, tự rang luôn á. Một trái dưa leo, sao mình ăn cua lấy hai trái dưa leo. Cửa gì? Ê, hồi bữa á. Ủa, sao thấy có một trái mà? Một ký một trái, à. 2 ký thì sẽ được 2 trái. Hồi bữa bà đi siêu thị bà mua trái dưa leo dài vậy nè. Để tặng hả chị? Nhưng mà đâu, quyết định là lấy dưa leo dài thôi. Vậy là vừa rồi. Một trái chanh to để pha vào muối tiêu chanh. Đúng rồi. Nhưng mà cái mà mình thích nhất đó là cái chai muối đỏ kìa. Khá là nhiều rau răm tươi rồi rối. Rồi để lên trên đây luôn. Đấy. Một chai nước chấm hải sản. À, Chế Hương làm nước chấm này rất là ngon. Mà hồi đợt vừa rồi á, là mình đặt hàng ở bên Chế Hương về để Diễm, thứ nhất là để cửa hàng, và thứ hai nữa là những đơn hàng hải sản Diễm tặng ấy. Nhưng mà sau đó thì Ánh Cua là ngưng bán cua, vì Chế Thúy Tôm là cũng ngưng làm cái này. Nên hôm nay là Chế làm lại thì một hồi em sẽ đặt hàng lại nha. Chờ thủ. Cái này ngon lắm các bạn ạ. Chốt đơn. Em mời chị. Trước khi mình ăn cái đại tiệc ngày hôm nay ấy, thì phải nói là nếu mà mình nhớ mang máng là trước đây có một trong những cái việc mà khiến cho Anh Cua rất là đau đầu khi mà bán cái cua này này, là bao ăn mà có nhiều người ăn là con cua phải nói là gần hết rồi, nhưng mà vẫn chụp cái hình ấy qua và nói là Anh Cua là phải đền bù về con cua không ngon, mà cuối cùng là vẫn phải bù luôn. Thì vừa rồi bạn Diễm cũng gặp một cái trường hợp tương tự là khách mua ăn một con mực bạn Diễm mà hình như là ăn hết chưa bạn Diễm? Ăn hết rồi nhưng vẫn bắt đền, và phải nói là bạn Diễm rất là tuyệt vời khi mà vẫn đền con mực đó luôn. Thì đó là một cái khó khăn mà hai chị em bán hàng là gặp phải, và đôi khi là cũng gọi là nản chí đấy.
Thật ra thì Diễm không biết là với Ánh Cu hay là với mọi người thì có quan điểm, mọi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau nha. Nhưng mà với Diễm thì thật ra là Diễm lại nghĩ rằng mình sẽ không tiếc tiền để xử lý những cái vấn đề mà khách cảm thấy chưa hài lòng. Mình sẽ làm sao mà nó hài hòa nhất có thể. Tại vì Diễm thấy là đôi khi mọi người có thể là mua lần này mọi người chưa ưng đi, mình đền đáp lại tình cảm của mọi người thì lần sau mọi người sẽ quay lại này, và mọi người có thể giới thiệu nhiều người khác. Chứ nhiều khi mình cứ tiếc một tí á thì nó cũng khó, nhiều khi là quá đáng quá thôi. Nói chung là cua bao ăn á thì mình bao khoảng cua mà trên 90% là ok rồi, còn nếu mà dưới thịt mà dưới 90% thì lúc đó là mình sẽ một đổi một thì không có vấn đề gì hết. Ốp quá thì bắt bùm làm đúng chuyện rồi. Đó là đương nhiên rồi. Mình nghĩ cái quan trọng nhất đó là khi mà lấy hàng ra mà thấy không ưng là phải chụp hình quay phim và phản hồi ngay. Thì lúc đó là đền là hoàn toàn xứng đáng luôn. Nhưng mà có một số trường hợp như mình vừa kể là ăn đôi khi là gần hết, ăn tan tác con cua rồi nhưng mà vẫn bắt đền. Nó là oan cho cô chủ. Có trường hợp mà khách ăn xong rồi có trong con cua mà bẻ ra có những cái khoang rỗng ở bên trong đó là đã rút thịt ra xong rồi cái là bảo ớt chụp hình những cái khoang đó nó là không có thịt gì hết. Đó, nhưng mà lúc đó thì cũng cũng hơi bất mãn, nhưng mà thôi bây giờ đền luôn chứ sao, chứ bây giờ khách làm khách phản hồi dữ quá. Với lại là Ánh Cua cũng nói là ví dụ như hai con cua đi, mình sẵn hôm nay thì sẽ hỏi kỹ đấy. Nhiều khi là các bạn cũng biết, với lại là dễ luôn là hai càng thì thường sẽ có một càng to một càng nhỏ ha. Ừ. Lại là... bây giờ mình bán uy tín luôn là bây giờ là càng lớn càng nhỏ, nhưng mà càng nào mà giống như là nó bị tớp á là mình sẽ cũng một đền một luôn. Đền một cái càng. Không đền nguyên con cua chứ. Càng top là cũng đền nguyên con cua. Đúng rồi. Ví dụ như là cua gạch sao? Cua gạch thì nó vẫn phun gạch, nhưng mà càng top thì sao? Nói chung là có một càng mà nó bị ốp á là bên mình đã loại ra trước rồi, cho nên là hàng 100% là bây giờ là hãng mình là thịt chắc nịch luôn, từ không. Cua gạch cho tới cua thịt. Thấy này phải nói lại một tí nha. Nói cho kỹ nha, không là mai mốt lại đau đầu nữa. Nguy hiểm. Ví dụ như nếu mà một bên mà nó bị ốp thì khi mà khách mua đợt sau á thì mình sẽ cân dư lại cho khách. Đúng rồi, em nghĩ vậy hợp lý ha. Tại vì ví dụ như một con cua này là một con cua gạch đi. Bên trong phun gạch hết. Một càng này có thịt, một càng này ốp. Mà mày đền cả con là lỗ luôn á. Vậy thì bù cho khách một cái càng. Đền bù lần sau nếu mà lỡ cái càng này nó có hơi ít thịt ra, em thấy phương án hợp lý nhất. Bà chủ này bán dễ thương lắm, nhiều khi là thấy là chán là bỏ bạn. Luôn là vậy đó các bạn ạ. Nhưng mà hy vọng là lần này là mọi người có mua ủng hộ cua của bạn Ánh Cua thì mọi người mua một cách dễ thương một chút để Ánh Cua là có động lực để bán, chứ không có là nhiều khi là mình, chán mình không bán nữa là mọi người lại không được ăn cua Cà Mau của bạn Ánh Cua. Mình xác định là mình bán là phải bán một cách dễ thương, thì cũng mong là các bạn mua hàng của mình và Phan Diễm thì cũng dễ thương, thật là dễ thương. Có chỉ cầu mong vậy thôi. Đây là cái đũa đấy. Ngày hôm nay là mình sẽ được thưởng thức cùng với Chế Hương này. Chế Hương là một người chị phải nói là chế biến đồ ăn rất là ngon, nhưng mà không phải lúc nào cũng xuất hiện trên clip đâu nha. Còn hôm nay là có cả bạn Quỳnh nữa. Quỳnh này đang tìm người yêu đúng không Quỳnh? Đấy. Ôi các bạn, Quỳnh Caramel này là khác lắm các bạn ơi. Vừa mới đi biển về Diễm xem hình là Diễm trầm trồ luôn các bạn. Rất là dễ thương. Bây giờ mình sẽ khai đao cắt mấy con cua này đi ha, để coi là chất lượng cua của bên Ánh Cua hiện tại như thế nào. Bây giờ mình sẽ cắt hết ra để xem là bên trong là có hoàn hảo 100% không. Đây. Cua gạch ha. Trời ơi. Nhìn mấy con cua mà to to này á là rất là thích luôn. Đây, xem nào. Nhớ lần trước mà con đầu tiên, đầu xuôi đuôi lọt. Wow. Wow, tuyệt vời. Chết rồi, chết gặp nó rớt xuống tay em. Nhiều gạch quá. Này này, để tao đỡ cho. Đỡ. Đỡ vô miệng. Mình có thêm một gợi ý nữa là ngoài bán cua gạch thì nếu mà Ánh Cua sưu tầm được những con cua đực mà loại ngon mà lớn của Cà Mau thì có thể là bán luôn. Những loại gọi là loại một thôi. Để phục vụ những ai mà thích những cái hàng mà chất lượng mà size to. Ui. Con này là tuyệt vời luôn á. Trời ơi. Ấy gần tới Trung Thu rồi đó. Ừ. Hai dạng bánh Trung Thu thì mua cua gạch ha. Đấy, khi mà mua về mà cắt con cua ra nó không ưng ý ngay từ lúc này này là chụp hình hay là quay clip để phản hồi ngay. Cua gạch là full gạch luôn, tại vì khi mà mở cái yếm ra đó là gạch nó mình thấy luôn nè.
Thì bên bên mình là sôi đèn rồi. Có đèn sôi luôn hả? Có đèn sôi cua chứ, sôi gặp nó chính xác đó. À, đây là đỡ đỡ cho. Tuyệt vời. Đỡ nữa, nghe nói đỡ thấy chắc hơi hơi mệt rồi đó. Mình có mang cua sang châu Âu trong chuyến đi này được không anh cua? Không, không có đem cua. Nhưng mà đem bánh phồng tôm theo. Đi đâu mà đi châu Âu? Đi coi đá banh. À, thấy cho tao gửi thêm gói củ dừa để mày chụp. Okay. Với lại thắt thêm chụp lên xong gửi về tao nha. Không, không có đi qua Pháp. Đi tới Đức rồi Thụy Điển với Na Uy với Đan Mạch thôi. Nhưng mà mình mang đồ khô của mình vào sân mình cũng được đúng không? Được mà, mình đem đồ ăn theo bình thường mà. Cái mai mình mang đi á, mày cầm theo gói 255 thì sao? Nếu mà ở trong sân bóng đá mà cắt con cua này ra chắc là mấy cũng hơi lạ. Mấy anh khỏi đá. Làm sao mà đem con cua qua bở mà nó phải sống nha, rồi phải có chỗ hóc nữa nha. Trời ơi, cái càng nữa nè. Cái này là con thịt. Con đực á, con thịt đấy. Cua thịt thì sẽ là cua đực, còn cua gạch là cua cái nha các bạn. Nghe cái tiếng. Cua thịt thì cái gạch nó vàng. Thịt rất là nhiều ha. Có một cái thế này nè các bạn nè. Còn một đây, con. Đây, đây 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 đây. Hai con nữa. Mình sẽ cắt hết ra để kiểm chứng các bạn. Chế bẻ cái càng đi. Rồi trời mưa mà ăn càng cua, cua gạch này là hết sảy luôn. Bữa nay là mình không có nhậu, uống nước suối đi. Tại vì ngày mai, tối nay về phải xếp đồ. Ngưng lại 3 giây. Hả? Cua thịt này các bạn này, nguyên thịt luôn á. Con cua quá chất lượng ha. Thịt đầy luôn. À, bên mình còn có cua cớm nữa. Cua cớm là cua hai da đó. Là bao nhiêu một là cua? Là chuẩn cua Cà Mau luôn á, là giá là 890 một ký hiện tại nha. Quá. Thì tuần này á, là cua giá nó còn cao một tí, nhưng mà qua khoảng chắc hết euro á, là giá nó sẽ mềm lại. Rồi cái này gạch này ngon nè. Mạnh tay quá. Dạ, em xin em cảm ơn. Đấy, không mà em mình cứ ăn thịt đi. Rồi, không mời khi nào tới càng mình lại lấy càng ạ. Toàn bộ con cua khi mà cắt ra thì con nào cũng phun gạch luôn. Đặc biệt là cái cua thịt ấy. Rất là ít khi mình đi ăn cua thịt mà toàn bộ cái khoang thịt của con cua nó đầy như này các bạn ạ. Thì cũng hơi khó để lựa những con cua mà nó như thế này. Thứ nhất là nó phải tươi, phải khỏe, và cái thời gian nó nuôi nhốt không lâu, tức là mang hàng lên là phải bán được liền chứ không có để nằm bể lâu các bạn. Cái này không phải là vì ngày hôm nay mình quay hoặc là gì đó mà mình lựa cua đâu nha, nhưng mà mình bán là cũng y vậy luôn đó, không có khác gì hết. Đây này, miếng nào miếng nấy mình đang cầm lên này các bạn xem này, cắt ra con nào cũng như nhau hết này. Đã chưa? Quá đẹp à. Còn bên này là cua cốm đúng không anh cua? Cua cốm này. Cua cốm. Cua cốm mình bữa nay mình ăn lẩu. Ăn lẩu cua cốm. Quá cốm tuyệt vời. Cua cốm này là bao nhiêu một ký anh? Cua cốm giá là 890 ngày hôm nay nha. 890 là giá rất là hợp lý các bạn. Tại vì ở trên đây á là mình báo giá là theo thời giá, tại vì giá cua là bữa nay, ngày mai, ngày mốt nhiều khi thay đổi ở trên lệch. Rồi mình vào đại tiệc đi. Ngoài ra là mình sẽ có tôm chua này, rồi bánh phồng tôm và thêm một nồi lẩu nữa. Để bây giờ gót uống miếng nước trước đã, để chúc mừng nước lã thay bia. Chúc mừng chuyến đi của anh cua là sẽ thành công tốt đẹp, có nhiều video hay, có nhiều hình đẹp. Sự nghiệp bán cua trở lại sẽ nhiều đơn hàng. Mọi người lấy nước đi. Rồi vô. Trở lại đường đua. Vô. Đúng là cái câu đó là trở lại đường đua bán cua. Vô. Mời cả nhà nha. Lâu lắm rồi mình mới thấy anh cua là dồ nước lọc đó các bạn. Tại vì tối nay là phải về xếp đồ nữa. Rồi ngày mai lên máy bay nữa, với lại là mới đi biển về còn hơi mệt. Đấy, bên ngoài là mưa to rồi các bạn ạ. Mình sẽ ăn cua trước đi bạn nhé. Ăn cua nha. Mọi người đây các bạn coi nè. Khi mà ăn thì cứ ăn cua gạch trước anh hả? Chấm này. Chấm là rất là sệt. Này là bên mình là chỉ tặng cái muối ớt đỏ thôi. Lúc trước là có muối ớt xanh nữa, nhưng mà tại vì muối ớt xanh là có lá chanh đó là nó nhanh hơn. Đây,
em mời chị Đại, chị Cả. Một bữa tối mưa ở Sài Gòn các bạn ạ. Bên ngoài đang mưa lớn và bên trong mình có một đại tiệc cùng với 4 chị em gái. Nhưng mà cùng là gạch nha các bạn. Nhưng mà thứ nhất là cái này gọi là gạch son đúng không? Cái này là gạch son. Cua yếm dừa thì thường là nó sẽ là gạch son. Còn nếu mà cua yếm chàm là cái yếm nó sẽ hơi... Ở đây thì không có cua yếm chàm. Thì lâu lâu các bạn mà mua cua gạch mà cái có cái yếm mà nó hơi đen đen mà tím tím á, thì cái gạch của nó sẽ không có đỏ ao như cái này. Thì cái gạch của nó sẽ hơi kiểu màu cam, nhưng mà cam nó lợt một chút xíu. Màu trái cam hoặc là màu cà rốt đó các bạn. Đây này. Trời ơi. Quá đã. Thơm ha, tách cái miếng cua nó thơm lắm. Ăn cái này chắc no ớt ừ luôn, miếng cua này. Hoàn toàn ăn gặp thôi. À. Ôi ôi, đây này anh Dũng này. Miếng này là tặng anh Dũng nha. Cảm ơn anh Dũng nha. Thì thử xem là cua gạch Cà Mau thế nào. Ăn miếng này chắc là các bạn nhìn là nguyên một miếng gạch nha. Đây đấy, chấm với mướp đỏ. Mời cả nhà nha. Mời các bạn nha. Wow. Mời cả nhà nha. Ngon ha. Vậy là vừa đúng không? Vừa gặp nó dẻo dẻo. Cái này nè. Cái này là mới béo nè. Cái này rất là béo. Miếng này mới béo này mà có bị ngán nè. Mời cả nhà nha. Em Hậu Quỳnh đang giảm cân đúng không? Không gì con đang giảm cân. Không nhưng mà cũng không nổi luôn. Giảm cân còn hơn. Nhưng mà ăn cua này đâu có mập đâu. Không, cũng lên đấy anh Dũng ạ. Cũng có calo đó. Vừa ăn kia không có đồ ăn. Miếng này là còn chỉ không mập khi không ăn thôi. Ăn là mập. Thôi ăn hết rồi, mai ngày mai giảm cũng không. Dạo gần đây á, là quay trái túi tôm đi cùng ánh cua á. Là nói là ánh cua gần bằng túi tôm rồi đó. Cố lên. Không nhận thấy là đôi khi là thì như chắc là mọi người nói đùa chứ nhìn là thấy là chưa bằng đâu. Tại vì thiết tôm bự quá. Không, nhưng mà em nghĩ là mình phải đầy đặn một tí thì da mình nó mới căng được kìa. Quan điểm của Phạm Dũng từ đó giờ luôn nha, đó là phải khỏe thì mới đẹp được. Nếu mà mình quá gầy để cho mình đẹp thì mình nghĩ rằng nó sẽ không thực sự là tốt đâu. Mà cái việc đầu tiên là phải đủ cân, đủ trọng lượng, ăn uống đầy đủ, rồi sau đó mình có thể là kết hợp mà tập luyện thì nó mới vừa đẹp vừa khỏe được các bạn. Còn nếu mà ở ngoài á, gặp khán giả ở ngoài á thì mọi người nói là sao trong hình mập quá vậy. Ở ngoài đâu có mập dữ lắm đâu, kiểu có da có thịt thôi. Đang châm chế. Chống chế nè. Trời ơi, đã thật á. Ra những con cua gạch này nè các bạn này. Mà Diễm Mấn cứ hay nói là mặc dù mình nói là cua gạch nhưng mà nó vừa có gạch mà vừa có thịt luôn nha. Đó, đây các bạn coi này, ví dụ như là cái này là Diễm đã ăn hết gạch rồi này. Bây giờ Diễm bẻ cái phần này ra để các bạn thấy nè. Đấy, là ngay cái phần má đùi của nó là rất là nhiều thịt luôn. Bây giờ nhờ Thúy Tôm làm mở giùm em cái càng cua gạch này luôn nha. Em có phải đền không? Chắc chắn là không đền rồi đó. Việc gì khó là cứ để chế Thúy Tôm lo. Thế là quay video này lên là ở nhà chị bán cua thôi chứ ánh cua là đi rồi đúng không chị? Là trong bàn tiệc này là ngoài ánh cua còn ai đi châu Âu nữa không? Để em biết. Không có đi một mình đó. Đi mình nên hả? Đi bao lâu? Đi 15 ngày. 15 ngày cũng khá lâu đấy. Bằng một nửa cái hành trình đi xuyên Việt của mình là một tháng rồi. Có nghe ánh cua nói là sang bên đó là sẽ xem trận của đội tuyển Anh rồi đúng không? Đúng rồi. Cho tao gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người bên đó luôn. Mấy anh thì mấy gửi lời thăm mấy anh. Chúc các anh đá tốt. Gửi lời thăm tiền vệ Saka. Đây, mời cả nhà. Đây là cái góc đầy thịt cái bàn diếm này. Góc đùi. Còn đấy, cái càng. Đấy, nhỏ chế còn cẩn thận là lắp lại lần nữa để cho mọi người thấy là nó khớp. Chế rút ra thì rút ra luôn đi. Còn cái review cái này luôn đi.
Chế review cái này đi. Đây các bạn thấy này, cầm lên đây cho mọi người xem nha. Đầy thịt luôn này. Đây là lý do mà mình nghĩ rằng anh cua nói là mọi người đặt trước mới có cua đúng không? À, tại vì nếu mà lên trên này rồi nhốt nó ở trong cái thùng cái hộp rồi nó gầy nó ốm đi thì cũng làm con cua nó không có đầy thịt được. Mà nó cũng kém ngọt đi. Lại là cũng an toàn cho mình nữa. Tại vì lên cua lên cua nhiều quá mà bán không được thì cua chết thì sao? Cho nên là khách đặt xong đó là mình sẽ tổng lượng đơn rồi là mình sẽ lên mình giao trong ngày hôm sau. Hợp lý mà. Như vậy là chắc cho cả đôi bên các bạn. Đây mời cả nhà ăn cái càng cua chắc nịch nha. Thật nhiều ghê đó. Trời ơi, tự bán tự hen. Quỳnh nãy giờ đã ăn cái càng nào chưa? Chưa. Để chế đập cho cái càng để Quỳnh và Diễm review thử xem nào. Ra tay giùm em chứ. Quỳnh nhìn đi chứ mong manh lắm các bạn. À, có cái đồ kẹp càng kìa, nếu mà kẹp không khéo là nó nát luôn cả cái càng luôn. Sức mạnh vậy. Anh Dũng coi này. Wow. Anh Dũng coi vậy thì mình có khéo không nha. Đấy các bạn thấy chưa? Cái phần thịt mà nó vừa khít với cái vỏ luôn, chứng tỏ là con cua hoàn hảo. Thơm quá. Nhưng mà với cái thời gian này á, đang coi Euro á nè, mà Dũng với Diễm mà muốn ăn cua á thì có thể là gọi qua bên này mình sẽ hấp giùm. À. Nửa đêm có thiết được không? Nhưng mà nửa đêm hấp gì? Đá trận 2 giờ. Đá trận 2 giờ chứ. Không, thiết luôn phải đặt trước chứ. Chiều giao rồi tối mình hấp lại, nóng lại thì mình coi luôn. Tưởng đâu là đang coi 2 giờ mà vẫn tiếp cua. Giờ đó gọi không bắt máy. Không gọi được hay không? Quỳnh ăn thử đi, xem là chất lượng như nào. Nước miếng thịt luôn rồi. Thịt ngọt. Mấy nay bán cua, bữa nay mới được ăn con cua đó. Bán lại được mấy ngày rồi? 10 điểm. À, tại vì định đó là đem lên đó là mình thử luôn cái xong mà đem lên rồi bán cho khách hết. Không còn con nào chân, ngày nào cũng qua hỏi còn cua không để em thử. Mà cuối cùng không có còn, bữa nay là mới được ăn cua luôn á. Rồi bây giờ trung bình một ngày mình có thể lên được bao nhiêu chiếc? Nếu mà khách đặt tổng đơn là mình 10 kg là mình lên được. Mà mấy nay là ngày nào cũng bán trên 10 kg hết trơn, cho nên yên tâm. Ngày nào cũng lên cua hết. Diễm thấy là mình đặt trước xong rồi lên cua nó cũng rất hợp lý. Ví dụ như mình biết cái nhu cầu của khách là họ đang cần cái hàng nào, loại nào, mình lấy lên là đúng bài luôn. Còn bây giờ thì Diễm sẽ bốc thử một cái con cua gạch, ít cua thịt trước. Cua thịt. Đây là con cua thịt. Có cái càng ngon lắm đấy. Đầu tiên là cái càng nha. Hay là để tiếp tục chế thí tôm đi. Thử luôn cái càng, còn một cái càng thịt nữa này. Đập ra cái này em đập. Mình làm cả hai càng luôn. Cẩn thận nha. Nếu mà đập mạnh tay quá nó nát mất cái càng. Này, anh Dũng coi mình đập gì được chưa? Wow. Cái này là 99% luôn á. Đây, cái này là Diễm đi. Không phải, cái này có lý do. Tao mời mày cái này để mang gói củ dừa qua bên đó chụp hình giùm tao. Thì ra là vậy. Có lý do hết các bạn. Nếu mà gói củ dừa mà bà chủ không đi nhưng mà lại được check in ở trong sân vận động Euro thì tuyệt vời. Nhưng mà như vậy nè, Diễm nhờ ánh cua đem củ hủ dừa qua chụp giùm nhưng mà mình đã có ý định là đem đi chụp giùm bạn rồi. Cho nên là cái này là bữa nay là mời Diễm nha. Rồi, cảm ơn. Đấy các bạn thấy mua. Là tại vì củ hủ dừa là bên ánh cua là có phân phối mà. Cho nên là mình đem đi thì mình đặt hàng bên mình cũng giao bình thường mà số lượng bao nhiêu cũng được hết. Đây. Đây. Thật sự là đây địa điểm đầu tiên là cái càng này là các bạn thấy này hầu như là đầy thịt luôn nha. Mình chưa nói tới cái phần mình đâu, mới nói tới phần càng thôi. Đây, mà mua cua lại còn được tặng nước chấm nữa. Đây, và quan trọng là nước chấm ngon, cua ngon. Rồi còn tặng trái dưa leo nữa. Trời ơi. Sao? Hết sảy luôn. Nhưng mà thịt nó ngọt đúng không? Ngọt nha các bạn. Tại vì là cua mới lên mà. Trời ơi. À, cái nước chấm này chế Thúy Tôm làm phải nói là mấy tháng thì mình mới được ăn lại bạn Diễm mà. Nhưng mà cũng rất là ngon như mấy tháng trước thôi. Cái điều mình thích nhất đó là nó không quá cay. Cái độ cay nó vừa ăn luôn. Nếu mà chấm vào nó cay quá thì nó sẽ làm mất cái hương vị của đồ ăn đi các bạn.
đi làm nước chấm này phải mua hai loại ớt lận. Một loại ớt á, là để cho nó có màu, tại vì ớt đó nó không cay nhưng mà nó có cái màu đậm. Còn một loại ớt á, là nó sẽ hơi cay. Thì cái loại đó mình sẽ cho số lượng nó ít thôi thì nó sẽ không quá cay. Cho nên là cái màu đỏ và hồng hồng như thế này á, là từ cái màu của cái trái ớt. Trái ớt đó là ớt gì chứ? Ớt sừng. Ớt sừng á, nó đẹp. Cho nó tạo màu đỏ đó. À, kể từ ngày mai mà các bạn mua hải sản bên Phan Diễm thì cũng có cái chai nước chấm nhỏ này luôn nha. Mình cũng lấy lại của chị Thúy Tôm thôi. Cái này mà chấm mực, chấm các loại hải sản thì tuyệt vời luôn. Đây, ốc này kia. Cái này là cái càng thứ hai của con cua. Thật dày ghê. Cái này mà ai nấu bánh canh quá à. Rất là ngon á. Thôi cuối cùng chén mà nó nhiều dữ ta. Ôi. Bây giờ hồi nãy là mới thử cái càng nha. Còn bây giờ mình sẽ bóc ra để kiểm chứng xem là cái phần cua thịt bên ánh cua có chất lượng hay không nha các bạn. Thoải mái đi. Thoải mái chết hàng. Đây. Đầu tiên là nó sẽ có một cái ít gạch vàng vàng cái này nè. Đó. Cái này mà để dành hồi mình cho vô cái chén lẩu ấy thì cũng rất là ngon luôn. Thì mình bỏ vô đây nha. Cua này nếu mà mình mua về mình ăn hấp không hết thì sáng mình có thể là làm tách ra, bỏ một chút thời gian để mình tách thịt ra ha. Mình làm mì xào hay là cơm chiên thì ngon tuyệt vời luôn. Cơm chiên cua. Cơm chiên cua. Hoặc mì nóng xào xôi cua. Có món xôi cua rất ngon luôn nha. Đây. Này thịt này, thịt trong từng khoang luôn này các bạn này. Bây giờ là tới thịt đùi nha. Cái đùi này thế nào? Vẻ là không bóc phốt được rồi các bạn ạ, hàng chất lượng quá. Đây này, gỡ từng cái lên mà nó có miếng thịt luôn này. Ôi anh Dũng ơi. Ôi ôi. Đây, cái này là để anh Dũng review nha. Đây. Chào các bạn Diễn nha. Trong con cua nếu mà nói về phần thịt thì đây là một trong các phần thịt mà ngon nhất và cũng là dễ lấy nhất và to nhất của cái con cua. Mình hay gọi là phần thịt đùi các bạn. Mời các bạn nha. Nó ngọt mà thế mà. Cua ngọt á. Mà thịt nó mềm. Nhưng mà có một cái là nếu mà so về thị trường nha thì có khi nào mà người ta nói là cua vùng khác thì người ta nói là cua Nam Căn Cà Mau không? Rồi cái đó là đầy mà từ xưa tới giờ mà. Tại vì cua Cà Mau là một thương hiệu nổi tiếng nhất nước rồi. Và cua mà ở vùng Cà Mau á, thì rất là chất lượng. Các bạn ăn thì các bạn cũng đã biết rồi đó. Nhưng mà nhiều người lấy cua vùng khác rồi nói gán mác là cua Cà Mau với, thì mới có bán được cái giá với giống như cua Cà Mau. Nhưng mà ăn á, thì nó cũng hên xui đó. Cua Cà Mau là những con ngon là được xuất khẩu đi rất là nhiều nước trên thế giới nha các bạn. Thì không có chuyện là cua Cà Mau mà bán lề đường với giá rẻ mạt đâu. Nên là mọi người phải tìm chỗ uy tín mà mua. Nếu mà cua Cà Mau mà bán giá rẻ thì đó là cua, cũng là cua Cà Mau. Nhưng mà đó là cua hàng như cua nhỏ nè. Hàng giạt. Là hàng giạt thì cũng có giá rẻ. Nhưng mà Cà Mau vùng nào là cua ngon nhất? Ngọc Hiển với Nam Căn. À, và kế đó là Đầm Dơi. Đầm Dơi là chỗ ăn cua đó. Nhưng mà bên ánh cua là lấy cua là Đầm Dơi và Ngọc Hiển Nam Căn thôi. Còn như cua Cái Nước Trần Nhân Thời cũng ngon nhưng mà nó sẽ không có ngon như 10 điểm như cua ở ba huyện này. Chung là tại vì cái những cái vùng đó đó là nó nước nó không có giống như là nó chảy mạnh giống như là vùng Nam Căn Cà Mau. Thì nó sẽ có cỏ rồi gông riêu thì những con cua nó ăn á, những cái gông riêu á thì cái gạch nó sẽ bị đen giống như mấy lần mà nó sẽ có cái trường hợp là đúng rồi. Đó là do là cái dùng nó ăn thức ăn gông riêu nhiều quá. Với lại cái độ mặn nữa. Độ mặn như Cái Nước Trần Nhân Thời thì độ mặn nó thấp hơn. Thì cái thịt cua nó sẽ không có chắc và nó sẽ không có ngọt bằng. Nhưng mà nếu mà mình có kinh nghiệm mình lựa cua ngon thì vẫn được. Nhưng mà với số lượng mà cua ngon mà mình tính trung bình ra đó thì ba huyện Nam Căn với Ngọc Hiển là số 1. Nó liên quan tới cái vùng nước và cái thức ăn. Và cái cua này là cua gọi là ăn những đồ ăn có trong tự nhiên, trong ao đầm. Chứ rất hiếm khi mà người ta thả đồ ăn cho cua các bạn. Nhưng mà bây giờ quan trọng là cái này mà có gửi ra Bắc không? Tại vì mình nghĩ là
khi mà Diễm đi thời điểm mà mình đi xuyên Việt á, mình ra ngoài Bắc thì rất là nhiều anh chị mà mình ngồi nói chuyện này kia cùng mọi người rất là muốn thử những cái loại hải sản, đặc biệt là ở đất mũi, vùng đất cuối cùng của Việt Nam mình đấy. Thì cái này có gửi ra Bắc thì có mà bên cua mình là gửi đi toàn quốc luôn. Nếu mà đi ra Bắc á, là anh cua sẽ gửi máy bay. Thì ngày hôm nay đặt thì trưa ngày mai anh cua sẽ giao, thì ngày mai, chiều mai, tối mai là các bạn nhận luôn. Mới chuẩn bị gửi kiện hàng đi Hà Nội. Nhưng thì cước phí thì bên vận chuyển máy bay họ sẽ báo, tại vì tùy theo số ký. Hôm trước là gửi đi 5 ký là tầm khoảng bao nhiêu bạn? Thì cũng khoảng tầm là giao tới tận địa chỉ á, giao tới nhà luôn. Còn nếu mà ra sân bay lấy thì khoảng 300 mấy. Nếu mà tầm biển thành phố nó sẽ không có ra sân bay đâu. Dạ đúng rồi, nó chỉ có dịch vụ kết nối đi, nó giống như hàng của mình vẫn nói. Nhiều người hỏi là tại sao mà giao hàng toàn nói là giao toàn quốc, nhưng mà tới lúc mà đặt hàng mà khách đặt 1-2 ký xong mình bảo là không giao được vì khách lại thắc mắc á. Tại vì nhiều khi là cái tiền vận chuyển á nó cao gấp mấy lần cái tiền mặt hàng luôn các bạn. Mà nhiều khi là cái xác suất trong quá trình vận chuyển á, nó có thể là ra tới nơi nó ngủ mất. Ủa cái càng đầy quá hả? Nên là vận chuyển hải sản tươi sống mà đi Bắc Nam là rất là khó luôn. Đôi khi là rất là muốn bán nhưng mà khó vận chuyển. À, món này là bên này có càng không? Là ok đó. Thử đi. Nhìn nó chế tim quá. Cho chế phía tôm nè, nãy giờ chế mỡ cho mọi người. Ăn tự hang luôn mình. Ngon quá. Không có gì nói được. Mình review hàng của mình đang bán thì còn gì để mà nói nè các bạn. Quá tuyệt vời, nhưng mà quan trọng nhất là mọi người xem là có thể biết được rồi. Đây, còn món này nữa này. Món này là chị Thúy Tôm cũng làm luôn này. Đó là cua rang me. Đó. Nói một cách đơn giản là tất cả các món mà mình từng ăn ở cửa hàng Ánh Cua thì gần như là do chế Thúy Tôm chế biến hết đó các bạn. Thì cái món này cũng vậy luôn, cua rang me. Hồi nãy mình tới thì nó đang còn nóng hổi luôn, nhưng mà do là mình quay nãy giờ thì nó hơi nguội. Có một món mình chế biến hôm nay nha. Có món gì? Cua hấp. À, cua hấp là do Ánh Cua hấp. Đúng rồi. Thêm là... Đó nào mà hôm nay là mình thấy là nó hơi chín quá các bạn. Nhưng mà tại vì lúc nãy là mình cũng hơi háo hức xem cái chất lượng cua đợt này lên thế nào. Chứ cái món mà rang me này là khi mà các bạn vừa làm xong luôn, ăn nóng luôn là hết sảy. Mà cái cua nha. Rang me này thì anh cua lấy cua Y Tứ để rang. Là tức cua là này 4 con 1 ký. Đúng rồi, 4 con 1 ký, giá là 460. Thì cái này là 1 ký cua luôn nè. Là 4 con. Chị ơi, em có đề xuất nha. Cái mặt tiền của mình cũng rộng á. Em nghĩ chị làm cái dạng bếp ở phía trước đi. Hấp cua bán chị hả? Làm một mâm cua hấp, xong chị làm cái sốt rang me này, chị cũng có tất chảo đây này. Đông khách á, em nói thật luôn á. Có hấp quan trọng mới còn cái trong chảo. Cái này là phải có thời gian tập luyện. Không, cái món này rất ngon luôn nha. Chua vừa phải. Cua cũng quan trọng, mà quan trọng nhất chắc là cái sốt me chế Thúy Tôm ha. Làm sao mà nó mình vừa ăn thức luôn á. Mình biết công thức luôn. Mình không nấu nhưng mà mình nhìn sơ là mình biết là biết. Thường là những người mà sáng dạ mà thích nấu ăn á là nhìn sơ ngang là biết rồi. Tao cũng vậy luôn á. Ý là nhìn nó là phải có men cho dùng đi. Là biết, nhưng mà lúc mà thực tế làm nó có ra 100% hay không mới là quan trọng. Nhưng mà sốt mè ngon chị ạ. Năm này nó không có nát. Đúng rồi. Quỳnh nãy giờ là đã ăn được phần nào của con cua rồi? Dạ. Đây là cái phần góc tư. Các bạn nào muốn làm quen với Quỳnh, muốn gặp Quỳnh thì các bạn cứ qua bên địa chỉ quán cà phê của Ánh Cua nha. FF2 Ba Vì nha các bạn. Và bạn Quỳnh là gần như là ngày nào cũng có mặt ở quán cà phê đó đúng không? Cứ tận hôm xưa. Hấp mè ngon quá. Nhưng mà tính ra con cua Y Tứ nó đâu có nhỏ lắm đâu. Cũng vừa. 4 con 1 ký, nhưng mà các bạn thấy cái càng nè. Nè. Đâu 4 có con nhỏ 1 ký nhưng mà đây là 4 con không có dây. Còn nếu mà 4 con 1 ký mà buộc cái dây vải to đùng thì con cua sẽ rất là nhỏ nó luôn. Nó sẽ khác, còn bên mình là còn cái dây nó mỏng lắm.
Không, đây là con cua nó thật, nó mới to như vậy đấy các bạn. Ăn cua nó uy tín đấy các bạn. Các bạn coi cái càng này, đầy thịt luôn này. 460 một ký thì bốn con này là nếu mà mình cân lại mà mình trừ dây luôn, chắc là dây nó có khoảng 50 gram. Chưa tới một lạng. Như là mình là bán cua đó chứ mình không có bán dây. Không ha. Dây mà cua á, mà con cua nó bò chút xíu cái đầu nó lỏng lỏng con dây. Buộc đầu dây nó giống như là dây rút đó đúng không chị? Dây kiến mà. À, cái dây mà mình hay dùng để buộc bao bố đó. Đúng rồi. Nên là nhiều khi con cua nó cũng đào tẩu được. Dù tay anh cua là không có đào tẩu được. Không đúng cái chiều á, cái đầu như là nó có mối, một cái đầu nó tụt ra luôn. Đã tụt hết. Thường thường mình cuộc dây rút mà nó không rút á. Nó tụt ra luôn. Ha, cuộc dây rút mà nó không rút. Giống như là cầm một cộng một để quấn á. Chị ơi, nãy em thấy nước lẩu sôi rồi nè chị nè. Bây giờ cái cua đó mình cho vào hay sao chị? Bỏ cua vô trước, tại vì hồi nãy là hấp kiểu như nó gần tới thôi. Ăn lẩu cua nhiều rồi, nhưng mà lần đầu tiên mình ăn lẩu cua gọi là cua lột, cua cốm, cua hai da. Cua này là cua mắc nhất đúng không? Đúng rồi. 890 một ký. Nhưng mà thời điểm mà Tết á thì cua gạch nó sẽ giá cao hơn. Anh muốn thời điểm này nếu mà tầm giá này là mình được biết là giá cua đã hạ rồi đó. Còn cua lột này thì nó béo như là một cục phô mai ấy các bạn. Đây. Cái này là lẩu nước là lẩu mọt hả chị? Lẩu mọt đấy. Bên trong nó là một cái lớp vỏ chuẩn bị thay đấy. Khi mà bán cua cốm á là anh cua không có sợ gì hết trơn á. Cua thịt còn sợ đền, tại vì 90% nhiều khi là khách lại bắt đền. Nhưng mà cua cốm là 100% là không có sai chút nào luôn. 100% là chắc thịt. Tại vì con cua lột là con cua mà nó chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng của nó, nó hoàn hảo rồi. Nó rất là béo rồi các bạn, để cho nó chuẩn bị lột vỏ mà. Nhìn hấp dẫn quá ha. Đây. Ôi, cái này mà chế có thêm bầu nữa ha. Bỏ mà. Đó bỏ bầu chứ. Hôm nay hơi thiếu sót là không có cái bánh phồng tôm nhúng. Có luôn, mở hộp ra. Mở hộp ra nhúng. Thường là phải ngâm đúng không? Phải ngâm trước là mới nhúng được. Ngon quá à. Trời mưa chị. Ờ, trời mưa làm nồi lẩu này là hết bài luôn á. Mùa này ơi, là như một cục phô mai thật sự luôn nè anh Dũng này. Đó. Đó. Nhưng mà nghe nói là cái cua này là số lượng có hạn thôi đúng không anh? Đúng rồi, hai bữa mà gom được có 3 ký thôi. Bữa nay là không có cua cốm để bán cho khách. Hôm nay là hết cua cốm, tại vì mình review hết rồi. tại Dũng với Dũng. Thì em xin lỗi các bạn nha. Nhưng nên là các bạn nào mà thích ăn cái này thì các bạn phải tranh thủ. Cái này là bây giờ mình cho vào nóng hay là mình ăn được chưa ta? Để một xíu cho nó sôi lên lại rồi mình múc ra ha. Tại nóng quá sợ mà nó không thổi. Tại vì cái cua này là hấp chín. Với lại là sẵn đây thì sẽ nhờ ánh cua với lại cả chị Thúy Tôm là tư vấn là mọi người nếu mà khán giả ở kênh Phạm Dũng nha. Mua cua về thì hấp trong vòng bao lâu là ngon nhất để nó không bị khô. Nếu mà cua gạch á. Hồi nãy bảo hấp mà. thì hấp. Bao nhiêu lâu? Nhưng mà hồi nãy là 15 phút nè đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn mà muốn cho nó em nó dẻo dẻo lại thì tầm khoảng 12-15 phút. Hồi nãy em biết sao mà em gạch nó bị chín không? Tại vì 15 phút rồi. Nhưng mà chín xong cái đầu làm nóng lại nữa lên trước rồi bắt đầu không có dở nắp ra. Trong cái nồi nó còn nóng quá. Nóng. Tức là 15 phút nhưng mà phải lấy ra khỏi nồi luôn cơ. Mà nếu mà hoàn hảo nhất là ăn luôn lúc đang nóng là thơm phức luôn. Đó là cua gạch lớn. Là 15 phút luôn chị. 15 phút. 15 phút là dở luôn ra luôn nha các bạn chứ không có giữ ở trong đó nữa là nó. 15 hoặc là 18 phút là nó chín nguội đấy. Còn nếu mà con cua mà gạch bự hơn nữa thì cỡ 18 phút. Mình từng ăn con cua gạch lớn nhất ở cửa hàng của anh cua là hình như là cả ký. Ký đúng rồi. Đúng rồi, con cua gạch. Sao cái đợt đó rất nhiều người hỏi luôn nha nhưng mà lại không có. Cua thịt thì 1 ký thì sẽ có nhiều đó, nhưng mà cua gạch thì đó giờ chưa thấy con nào 1 ký hết trơn. Nên là hơi hiếm.
Đây, bây giờ em nghĩ là cái này là mình ăn cua trước được nè, để nóng quá là mất công thổi là phỏng lưỡi đấy. Lẩu cua cốm nấu bầu các bạn. Ăn đơn giản quá, ăn cua ăn đơn giản các bạn. Với lại là ăn cua cốm là mỗi phải ra sức gỡ. Cái mềm nó là nó ra luôn à. Thơm quá ha. Ăn đi rồi về chị em mình lại có sức đi tập thể dục quần này. Nóng hổi luôn đấy. Vừa thổi vừa ăn. Cái này các bạn coi nóng quá, nóng quá. Thấy chưa? À, lấy tầm này là vừa rồi. Mình để mọi người rút kinh nghiệm và anh cua là cầm không được miếng cua đâu. Tại vì vừa lấy từ trong nồi ra, nóng lắm. Cẩn thận nha, mai còn đi chơi đấy. Nè, thấy luôn này, cái lớp da của nó nè. Đó, mình vẽ cái da, cái vỏ ở ngoài nó mỏng lắm. Cho mì vô luôn được không? Em thèm mì. Thì là mình là... đây còn cái phần ở dưới nè. Mì trứng nha. À. Rồi vậy mình tháo mắt này ra mà mình ăn luôn. Review thử xem cua ngon không? Cua ngon chứ, nhờ mình bán mà. Rồi. Cua to. Mời cả nhà nha. Ăn đi chứ bên kia đi chơi thường ăn đồ Tây thôi chứ không có cua đâu. Ừ. Bển cũng có cua mà, nhưng mà không ăn cua. Cà Mau. Và bển mình ăn món khác. Và bển mình đi tìm đúng cua Cà Mau để ăn mà. Thôi luôn. Đi mà chuẩn bị bay mà về tới Việt Nam á là điện trước. Kêu nóng canh chua nè. Lần trước hả chị? Ừ đúng rồi. Không, trước thường khi là đáp là đã dặn ở nhà nấu rồi. Thường là lần nào về chưa là ghé ăn luôn. Nhưng mà anh cua là gọi là trước khi đi châu Âu nhưng mà cũng cho tất cả anh chị em trong gia đình là đi Quy Nhơn, Bình Định chơi biển trước các bạn, rồi sau đó là mới một mình đi châu Âu. Nên là cũng mọi người ở nhà là cũng cảm thấy là vui vẻ thôi. Mà lần nào đi về cũng mua quà hết trơn á. Nên là mọi người cũng thoải mái. Thấy mọi người vui vẻ, cứ tỉnh. Đây nhìn thấy là cuộc sống mà đôi khi nếu mà mình sắp xếp được ấy thì mọi người có một cái lựa chọn để trải nghiệm và tự thưởng cho bản thân sau thời gian làm việc cũng rất là hợp lý luôn. Mình là sau đợt này thì Diễm với lại anh Dũng sẽ tự thưởng cho bản thân là một chuyến là đi ra Hà Giang. À, bữa hôm trước là có hứa với anh Dũng chắc thắng là đi Hà Giang nhưng mà không biết là lịch. Yên tâm là anh cua là 2 tuần nữa về đúng không? Thì chắc chắn là 2 tuần nữa thì có thể là mình vừa đặt chân tới Hà Giang hoặc là đang trên đường đi thôi. Nên là anh cua vẫn kịp để ra Hà Giang. Tại vì về á thì phải ổn định 2-3 ngày nữa là mình mới đi được. Gọi là say máy bay. Một cái bông gì em? À, xo đũa hả? À, cho cái này đúng không? À, bông xo đũa này. Nhưng mà mình thích nhất ăn cái lẩu cua nấu bầu này mà có nấm và mồng tơi các bạn, rất là thơm luôn. Đúng rồi, cái này là nấm kim chi này. Kim châm. À, kim châm này. Kim chi. Đấy. Ở đây là còn có cả hẹ này. À. Nên mình sẽ thử một miếng nước lẩu nha các bạn. Cua nó ngọt mà thơm lắm. À, cách đây khoảng chắc phải tầm cỡ gần một tháng đó, là Diễm có một cái đơn hàng hải sản khá là lớn mọi người mua để mang đi nước ngoài, và trong đó thì mọi người có nhờ Diễm là mua hình như là 4 hay là 5 con gì đấy là cua thịt. Nhưng mà để mang đi nước ngoài thì Diễm thấy là mọi người nhờ Diễm là lúc đó là ảnh cua chưa có bán thì Diễm có nhờ bên anh Chen 54 Tân Sơn Nhì đó các bạn, là họ sẽ hấp sẵn luôn. Sau đó thì hút chân không và họ mang đi mười mấy tiếng xong về để bên kia hấp lại ăn ấy. Thì Diễm nghĩ là nếu mà cô chú anh chị nào mà ở nước ngoài mà muốn mua cua thì có thể nhờ ảnh cua làm cái phương pháp này.
Vậy sẵn là đợt này qua bên châu Âu mình đem qua luôn. Không, ý là đơn bình thường mà khách về họ mang đi theo dạng là mang hành lý đi ấy. Thì bên mình vẫn nhận hấp dùng cho khách mà. Bây giờ một ký cua với giá vậy mình nhờ hấp dùng thì giá cũng vậy thôi. Mà ở đây là ánh cua có máy hút chân không luôn, nên là hấp xong là có thể để nguội và hút chân không. Nếu mà ai muốn mang đi nước ngoài. Ngày mai là anh cua thử hút sang châu Âu trước đi. Mang thử theo, cho nó vài con luôn, thử nghiệm luôn. À qua đó review mang theo được đúng không? Này là review lúc mà đang ăn giờ và tới cử ăn ấy. Thì đi châu Âu thì mấy con dĩ dưới nước thì đi được hết mà. Ừ. Ngon quá. Ê, chế thủy tôm là lấy thêm nước lẩu. Nhưng mà nói cái này nóng nha, nóng nha. Rồi lại chơi chuẩn. Mạnh tay cho mua là nó đổ ra ngoài đấy. Rồi. Rồi được rồi đó. Thơm quá. Nhưng mà không biết mọi người quan điểm mọi người sao nha. Nhưng mà tự nhiên ăn xong em lại cảm giác em thích con cua cớm hơn con cua gạch luôn á. Thịt nó đơn giản là vậy nè. Tại vì con cua cớm nó giống như là con cua thịt nó ngon như con cua yếm vuông vậy đó. Ừ. Kiểu như là nó mềm mà nó thơm và nó ví đơn giản dễ hiểu nhưng mà hồi không ví đâu. Là sao? Thì giống như cua chinh nữ đó. À. Cái thịt nó thơm mà nó kiểu như dạng kiểu như là nó sữa vậy đó. Nhưng mà nó sẽ béo nhiều. Đây này các bạn coi nè. Rất là béo luôn nha. Béo nhiều nhưng mà ăn nó lại không ngán, nó lại kỳ cục vậy đó. Rồi. Còn cua gạch đó thì nó không có béo nhiều bằng cua này, nó không thơm bằng nhưng mà nó lại dễ ngán hơn. Cái gạch của con cua lột này thì nó béo mà không bị ngán là làm cho mình ăn được nhiều và ngon miệng hơn. Nhưng mà có một cái là lại không có số lượng nhiều. Đúng rồi, thật sự luôn ạ. Yên tâm nhé, là cái gạch nó cực kỳ béo, thơm, thịt mềm, ngọt. Mà nếu mà mình ăn cái phần gạch này nè thì có thể là các bạn đôi khi là một người á là ăn không hết nửa con này đâu. Không hết á. Một người nửa con là mình nghĩ là vừa đủ. Còn nếu mà ăn con cua cốm thì chắc là có thể là hai con. Ý mình nói là có thể là một người là đôi khi mà ai mà yếu yếu là không ăn được nửa con bự này. Nhưng mà nếu mà cua cốm đâu thể làm hai con á. Thịt ngọt lắm. Mấy con cua thịt này mình để vô trong lẩu luôn để cho nó nóng. Trời ơi, bữa nay trời mưa vậy là tới khuya luôn đó. Nay mưa lớn. Mưa dầm thấm lâu. Bên ngoài là đang mưa, gọi là mưa dầm luôn. Nãy giờ là cũng chắc là cả tiếng rồi. Nè, em bỏ miếng cua thịt này vô. Nhấn nó xuống Diễm. Ấn nó xuống ha. Ngon ha, cái này làm chén nước với mì thế là cũng tuyệt vời rồi. Mì xôi chín rồi. Cua gạch thì không dám nhúng nữa tại vì sợ gạch nó quá chín. Gì cứ phải có bát mì các bạn. Mì nó no, chị cũng thích ăn mì gói nữa. Nhưng mà bây giờ nghe hotline là chế Thúy Tôm còn nghe không hay là bạn Phấn rồi? Bạn Trang nghe lắm chứ chị. Chế là những cái trường hợp hơi khó. Ví dụ như các bạn mua cua mà nó bị ốp quá thì gọi để gặp Thúy Tôm, để Thúy Tôm xử lý luôn. Ngày hôm nay là một ngày mà phải nói là mình rất là vui khi được có mặt tại cửa hàng Ánh Cua luôn các bạn. Tại vì ban đầu mình qua là mình cứ nghĩ là Ánh Cua là phải một vài ngày nữa mới đi châu Âu cơ. Nhưng mà không ngờ là sau bữa ăn này đi châu Âu luôn rồi. Thì cũng chúc Ánh Cua đi châu Âu. Thứ việc đầu tiên là phải vui vẻ. Và thứ hai nữa là sẽ có nhiều cái trải nghiệm thú vị trước khi về để đi Hà Giang. Khá là bồi hồi khi mà bán cua trở lại. Tại vì cũng thật sự là do nhu cầu của khách hàng thì bên Ánh Cua cũng cố gắng để mình có thể là trở lại cái sản phẩm này để phục vụ cho tất cả mọi người. Với lại là mình cũng cảm nhận được một điều là cũng khá là nhiều người ăn không đúng cua Cà Mau chính gốc. Thì tuy là mình không có số lượng nhiều thôi nhưng mà cũng sẽ luôn luôn cố gắng phục vụ các bạn sản phẩm của Cà Mau làm sao mà để chất lượng nhất, ăn rồi là nhớ mãi đó. Nhớ Cà Mau, nghĩ ngay tới Ánh Cua. Hôm nay là Ánh Cua là chính thức trở lại là Ánh Cua rồi các bạn ạ, bán cua. Đúng rồi đó. Đấy. Thì các bạn bây giờ thì để đích thân Ánh Cua đi sẽ đọc lại địa chỉ này với lại số điện thoại để mà mọi người mua hàng hoặc là đặc biệt là mua cua.
Nếu mà các bạn yêu thương ánh cua thì gọi đặt hàng qua số hotline 0915 999 550 hoặc vào website đặc sản thiên nhiên.vn. Địa chỉ cửa hàng là CC25 đường Trường Sơn, phường 15, quận 10. Đấy. Tại cửa hàng của ánh cua thì cũng có củ hủ dừa sấy khô của Phan Diễm. Nếu bạn nào đơn giản là muốn mua bánh phồng tôm, bánh phồng cua hay cua và củ hủ dừa thì các bạn có thể là qua trực tiếp bên này. Còn ví dụ như các bạn mua hải sản này, yến hay là củ hủ dừa rồi tỏi này kia thì những đa dạng hơn thì các bạn phải qua trực tiếp bên Phan Diễm. Còn với những ai mà là khán giả ruột của ánh cua nha, là cứ mua 1 ký củ hủ dừa của Phan Diễm là Diễm sẽ tặng cho các bạn một hộp bánh phồng tôm của ánh cua nha. Trước khi kết thúc clip ngày hôm nay là phải cảm ơn bạn Quỳnh này và đặc biệt là chế Thúy Tôm. Lần nào mình qua đây là cũng được chế Thúy Tôm là chế biến rất là nhiều món ngon để thưởng thức trên kênh Phạm Dũng các bạn. Nhưng mà chắc là cũng hiếm khi lắm mới xuất hiện trên clip như này. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Clip này thì mình cũng xin được phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578 và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.